Thạch Thu Thảo, càng bị sỉ vả, tôi càng có động lực. 4 tháng tập luyện thi mít ướt, á hậu Thạch Thu Thảo không ngại bị thầy cô trách mắng và vượt qua tổn thương bị miệt thị trên mạng xã hội. Danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 và Miss Earth Việt Nam Hoa hậu trái đất Việt Nam 2022 là dấu mốc lớn trong thanh xuân của Thạch Thu Thảo. Từ cô gái Khmer 21 tuổi tính tình nhút nhát, Thạch Thu Thảo buộc phải bước ra khỏi vùng an toàn, đón nhận cả hào quang lẫn tranh cãi. 4 tháng qua, nhịp sống của Thảo đảo lộn khi cô bước vào quá trình tập luyện cho cuộc thi quốc tế. Thay vì từ nhà đến trường và từ trường về nhà, lịch trình của cô lấp đầy bởi các buổi họp catwalk, học tiếng Anh, học thuyết trình và rèn thể lực. Tự tin hơn chính mình trước đây, Thạch Thu Thảo chia sẻ với ngôi sao những trải nghiệm đặc biệt này. 4 tháng trôi qua, chị nhớ gì về khoảnh khắc nhận danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 và được chọn đại diện Việt Nam thi Miss Earth Hoa hậu trái đất? Nhắc đến đêm chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, tôi nhớ nhất hôm đó mình không được đẹp. Tôi nối tóc dài hơn để che bớt mặt, cho mặt nhỏ lại, nhưng cuối cùng thành dìm mặt. Sân khấu cách phòng thay đồ khá xa, tôi chạy đi chạy lại trong một buổi tối, mặt nhiều mồ hôi và không kịp dạng phấn, hình ảnh không được chỉn chu. Sau đêm chung kết, nhiều người bình luận về tôi, thế này cũng là á hậu sao? Tôi khá ngại, tính tôi máu chiến, đã đi thi là muốn có thành tích gì đó. Vậy mà giây phút được công bố là Miss Earth Việt Nam 2022, tôi sợ lắm, tim đập như trống, mặt hơi căng. Khi á hậu Hoa Đan đến ôm tôi mới bình tĩnh lại. Ba chị em tôi không ai đủ tự tin nhận trọng trách này, bởi chúng tôi còn trẻ người non dạ. Tôi tự thấy mình chưa đủ chín chắn, còn thiếu kinh nghiệm so với nhiều người. Cùng lúc đó, nhiều ý kiến trái chiều đổ về chị. Mạng xã hội lan truyền nhiều video chị nói tiếng Anh không tốt. Chị đón nhận thế nào khi cùng lúc có được hào quang danh hiệu và vấp phải những tranh cãi? Tôi thường chỉ xem các video đó mấy giây, thấy không ổn tôi tắt liền. Với tôi, đó là áp lực lớn. Tôi đã khóc rất nhiều, nhưng thêm nhiều trải nghiệm, tôi nhận ra có nhiều chuyện kinh khủng hơn thế. Lúc trước, người ta chỉ bình phẩm về ngoại hình, khả năng của tôi. Còn bây giờ, nhiều người xúc phạm đến cả gia đình tôi. Họ hỏi, cha mẹ mày không ngăn mày đi thi hả? Tôi đã mất một thời gian loay hoay không biết nên làm gì. Tôi suy nghĩ rất nhiều thứ. Thật may, các anh chị trong ekip thi Hoa hậu cho tôi nhiều lời khuyên. Tinh thần tôi ổn dần. Tôi học cách cứng rắn hơn và bớt mít ướt. Bị tấn công trên mạng, tôi cố gắng thay đổi góc nhìn, tự nhìn nhận bản thân còn kém ở đâu, tệ cỡ nào để tìm cách cải thiện. Là cô gái nhút nhát, chị bước vào các lớp học bằng tâm thế nào? Thời gian đầu học tiếng Anh, tôi sợ mình nói lung tung, các thầy cô nước ngoài không hiểu tôi nói gì. Tôi sợ bị thầy cô kiểm tra bài cũ, phải làm bài tập khó. Riêng với lớp catwalk, tôi lúc nào cũng giàu năng lượng, các thầy cô hay mắng tôi lắm, nhưng càng bị sỉ vả, tôi càng có động lực phát triển bản thân. Chị Cao Thiên Trang bảo tôi giống như loài cỏ, càng bị nhổ càng mọc lên mạnh mẽ. Qua 4 tháng, tôi thấy mình tiến bộ, cởi mở hơn, biết cách trò chuyện, cải thiện nhiều kỹ năng. Ngày trước, tôi không dám đưa ra quan điểm vì sợ nói sai. Còn giờ, tôi mạnh dạn lên tiếng. Tôi không hiểu sao số mình quá may mắn, được nhiều anh chị thương yêu và chỉ bảo. Nỗi sợ lớn nhất của tôi là tôi làm không đủ tốt như mọi người kỳ vọng. Chiến thắng của Bảo Ngọc ở Miss Intercontinental Hoa hậu Liên Lục Địa và Lâm Thu Hồng ở Miss Global Hoa hậu Hoàn Cầu tạo áp lực thế nào cho chị? Tôi không áp lực vì tôi nghĩ mỗi người có điểm mạnh riêng. Tôi chưa dám nói chắc kết quả của mình ở Miss Earth thế nào nhưng tôi sẽ cố hết sức. Mấy năm nay, nhan sắc Việt Nam đạt thứ hạng cao ở các sàn đấu quốc tế nhiều. Tôi mừng cho chiến thắng của Bảo Ngọc và chị Lâm Thu Hồng. So với nhiều cuộc thi sắc đẹp khác, Miss Earth có tầm vóc khiêm tốn hơn, cũng ít được chú ý hơn tại Việt Nam. Điều này có làm chị chạnh lòng, tôi không tủi thân đâu. Với tôi, được chú ý là một điều tốt nhưng cũng có những mặt trái. Vì tôi sẽ được nhiều người ủng hộ nhưng cũng bị nhiều người chê bai. Người thiếu kinh nghiệm như tôi dễ bị áp lực lắm. Những ngày qua, tôi nhận thêm nhiều yêu thương. Nhiều khán giả nhắn tin nhắc tôi hoạt động mạng xã hội nhiều hơn. Một số người động viên tôi đừng lo nghĩ nhiều, chỉ cần cố hết sức. Tôi hy vọng thành tích của mình đủ tốt để được mọi người yêu thương. Nhiều người cho rằng các cô gái trẻ muốn thi nhan sắc, gia đình phải có điều kiện kinh tế để đầu tư hình ảnh, truyền thông. Chị nghĩ sao về quan điểm này? Tôi chắc chắn là thuộc trường hợp còn lại cười. Như trải nghiệm của tôi ở Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, thi Hoa hậu đâu cần có điều kiện kinh tế. Tôi không tốn kém nhiều vì được ban tổ chức hỗ trợ và bản thân tôi không tốn tiền làm truyền thông. Vậy sau cuộc thi, mức sống thay đổi tạo cho chị những áp lực nào? Chuyện này thì đúng là một khó khăn với tôi. Trước đây, khi học đại học ở Cần Thơ, mỗi tháng tôi chi tiêu khoảng 3 triệu đồng.
chưa kể học phí. Nhưng từ lúc chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh để luyện tập cho Meet Earth, tôi tốn kém gấp 4, 5 lần như vậy vì mức sống ở thành phố lớn quá đắt đỏ. Tôi cũng phải sắm sửa nhiều mỹ phẩm, phụ kiện để nâng cấp hình ảnh, phục vụ công việc. Những thứ như vậy trước đây tôi không dám mua hoặc chỉ mua tiết kiệm. Thời gian đầu lên thành phố Hồ Chí Minh, tôi ở cái nhà bạn tại quận 8, trong khi các hoạt động của tôi chủ yếu diễn ra trong quận 1, tôi đã cân nhắc rất nhiều trước khi quyết định dọn lên khu trung tâm. Thay vì đi xa, tốn tiền xe công nghệ mỗi ngày, tôi chấp nhận thuê nhà giá đắt hơn để tiện đi lại, giảm bớt mệt mỏi, giữ sức cho công việc chính. Bố mẹ chị hỗ trợ thế nào trước những khó khăn này? Nếu tôi hỏi, cha mẹ chắc chắn sẽ hỗ trợ, nhưng tôi luôn cố gắng tự túc. Cha mẹ vất vả nhiều rồi, tôi chỉ muốn cha mẹ ủng hộ mình về tinh thần thôi. Quan sát chị trong 4 tháng qua, bố mẹ và người thân của chị nói gì? Cha mẹ tôi dân quê chân chất, không hiểu thi quốc tế khác gì thi trong nước. Giây phút tôi báo tin được chọn đại diện Việt Nam thi Miss Earth, mẹ chỉ hỏi, lại thi nữa hả con? Có mỗi một đứa con gái, cha mẹ thương lắm, lo con thi nhiều vất vả. Một mình ở Sài Gòn đi sớm về khuya, ngay trước ngoài đi học, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, nên giờ tôi đi xa, cha mẹ nhớ lắm. Nhưng cha mẹ chẳng bao giờ dám gọi cho tôi vì sợ tôi bận, chỉ chờ con gái gọi về mới dám hỏi chuyện. Ở buổi họp báo trao vương miện Miss Earth Việt Nam 2022, lúc tôi phát biểu, cha mẹ rớm nước mắt. Tôi nghe người nhà kể trên đường về quê, cha mẹ đã khóc vì thương tôi và mừng tôi trưởng thành hơn nhiều. Tôi không dám kể với người nhà mình bị xúc phạm, nhưng tôi đoán cha mẹ biết, vì hai anh trai tôi chắc cũng đọc được trên mạng. Tôi biết cha mẹ thương tôi nhưng không nói gì nhiều. Cha lúc nào cũng chỉ nhắc, con đã nghĩ kỹ chưa? Nếu con đã chọn con đường này thì con phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Trở thành Á hậu và đại diện Việt Nam thi Miss Earth, chỉ phải đánh đổi những gì riêng tư. Tôi phải từ bỏ nhiều thời gian dành cho bản thân. Nhưng tôi nghĩ lúc trước có cuộc sống lúc trước, bây giờ có cuộc sống bây giờ. Ở mỗi giai đoạn, tôi có sứ mệnh riêng. Điều tôi tiếc nhất là sau đêm chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, tôi phải lập tức tập luyện cho Miss Earth, không thể về quê làm thiện nguyện như Hoa hậu Nông Thúy Hằng và Á hậu Hoa Đan. Vài người trách tôi chuyện này, nhưng tôi không biết giải thích sao. Thật may trước ngày bay sang Philippines, tôi kịp cùng cha mẹ gửi quà tặng một số hộ dân khó khăn ở vùng tôi sống. Kết thúc hành trình với Miss Earth, tôi chắc chắn sẽ bù đắp nhiều thời gian cho gia đình và thực hiện các hoạt động ý nghĩa cho bà con đồng hương Trà Vinh.